xin chào tất cả mọi người, và hôm nay trở lại với Phước Sửu Realtor sẽ giới thiệu cho cả nhà một căn nhà cực kỳ đẹp tại dãy Giai Ga Nhà Bè. Đây là mọi người nhìn thấy một căn nhà phố góc không hai mặt tiền của dãy Giai Ga Nhà Bè của tập đoàn VGSA GS Hàn Quốc. Và hôm nay thì mình tiến vào bên trong để mình xem cái căn nhà phố này được bố trí như thế nào, và có hài hòa và có thể phải là một nơi gọi là đáng ở và đầu tư hay không nhé. Với cái căn nhà phố này thì được thiết kế là gồm 1 trệt 2,5 lầu, và bây giờ như mình đang tiến vào không gian của tầng trệt, khá là thoáng mát quý anh chị ạ. Thì với cái không gian của tầng trệt như vậy thì mình có thể thiết kế gồm một cái toilet bên phía bên tay trái, phía bên tay phải thì một cái thang máy, và mặt trước của cái căn nhà phố này thì có cửa, hai cửa luôn ha, một cửa chính và một cửa gara xe. Và bây giờ là mình hướng ra bên ngoài mặt sau để xem là căn mặt sau này thì chừa bên mặt sau bao nhiêu ha. Mặt sau thì chừa 2,5 m, và phía sau giáp với căn nhà phố, giáp với căn shop house, và được chừa là 4,2 m nữa, nên là không gian sân vườn phía sau là đến là 6,5 m luôn, nên là khá thoáng mát. Ở đây thì mình có thể trồng cây xanh hoặc cây ăn quả tầng cao cũng được luôn. Rồi bây giờ mình trở vào bên trong để mình tiến lên lầu 1 xem là thiết kế của lầu 1 như thế nào nha. Thì ở đây thì có khoảng 66 căn nhà phố thấp tầng nằm trong cùng cụm khu dân cư, phân khu đầu tiên là Zai River County One, với tổng quy mô là lên đến 349 hecta. Trong này với một cái gam màu thiết kế là bán cổ điển nên là rất là sang trọng và đẹp nha quý anh chị. Một cái gam màu khá đẹp và trở nên một cái khu dân cư gọi là đẳng cấp. Bên ngoài là xô bồ tấp nập và mua bán sầm uất, như vào bên trong là giống như một khu resort 5 sao. Và đây là không gian của lầu 1 nha. Bây giờ không gian của lầu 1 thì với diện tích khuôn viên và diện tích mà được xây dựng là khoảng là 7 nhân cho 12 thì tổng diện tích tầm khoảng là gần 80 m². Thì ở đây thì mình có thể bố trí gồm 2 phòng ngủ luôn quý anh chị ạ. Có một phòng master bedroom, và phòng master bedroom này quý anh chị có thể là có một cái ban công khá đẹp nhìn về cái dãy biệt thự 10 x 20. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy thì vỉa hè đã trồng khá nhiều cây xanh nè, con đường thoáng mát, lòng đường 6 m, xe hơi tránh nhau thoải mái. Và đặc biệt thì ở đây chủ đầu tư có trồng khá nhiều loại cây lộc vừng, sau này thì sẽ là phủ rợp bóng cây xanh và rất là mát mẻ luôn. Đây, và bây giờ mình sẽ cùng nhau tiến lên lầu 1 ha cả nhà, lên lầu 2 nha cả nhà. Cả nhà thì với cái diện tích của lầu 2 như vậy á, thì cũng khá đẹp luôn, và ở đây cũng bố trí được 2 phòng ngủ. Thì với cái lầu 2 như vậy đó thì 2 phòng ngủ nữa thì mình sẽ có được đến 4 phòng ngủ. Mà một số nhà quý anh chị ví dụ thành phần gia đình 2 đến 4 thế hệ thì mình có thể thiết kế nhiều phòng hơn, bởi vì tất cả các gian phòng đều có ban công hết, có ban công luôn quý vị ạ. Rất là thoáng mát, và chủ đầu tư chừa cái hệ thống cửa khá thoáng, và ngay cả cái lối gọi là cái phần khoảng giếng trời, và đặc biệt là toilet thì vẫn có cửa để thoát không khí và giữ cho căn nhà một cái gam màu ánh sáng cực kỳ tuyệt vời. Đây là do là căn góc không nên là quý anh chị có thể là đi ra vào để có thể là mua sắm và trở về căn nhà phố của mình mà không cần phải đi qua cổng chính ha. Rồi bây giờ là mình sẽ lên cái tầng trên cùng là tầng áp mái để mình xem cái tầng áp mái này á, là có những cái gì ha. Sau này thì đây là một tầng áp mái, cũng có hệ thống cửa khá thoáng mát, và ở đây thì mình có thể làm một phòng thờ hoặc là một cái căn phòng mini. Ở trên này thì có sân vườn trước và sân vườn sau, thì bây giờ mình ra cái phần sân thượng trước đi. Đấy, khá đẹp, nhìn về bên kia là một cái dãy biệt thự song lập, và bên kia là clubhouse. Đây, và như mọi người nhìn thấy thì với cái căn này thì ở trên cùng này mình có thể thiết kế được một phòng thờ, và mình có thể làm một cái bếp mini
có sân vườn trước sau, mình có thể trồng cây, giặt phơi, hoặc là mình có thể tổ chức tiệc BBQ đến lên đến 5 đến 7 bàn. Rồi, một căn nhà phố 7 x 17 rất đẹp và có một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Quý chị cần thêm thông tin về cái dự án này và đồng thời là chi tiết về căn nhà phố này inbox ngay cho Phước Sửng theo số hotline bên dưới nha. Xin chào và hẹn.